Giờ mình sẽ đi chơi. Đi rồi đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngày bắt côn trùng. Ê mọi người, đầu tiên chúng ta phải thay đúng bộ đồ côn trùng. Điện thoại. Cái này đó, bộ này chính là bộ bắt côn trùng từ cái ngày mà nhà phát hành cho ra 500 kim cương. Là mình chạy ơi, mình hàng quá, mình mua xong kim cương, mua xong cái hết kim cương này luôn, mua nhiều thứ quá. Người ta chừa lại, người ta đi mua căn nhà 700 kim cương để mang nhà mua, mà tự nhiên mua hàng quá, mua quá đó, kiểu vậy á mọi người. Thì mình cũng thích ham quá, ham quá thì vậy thôi. Hôm nay nó học đi săn côn trùng. Tiếp theo phải tìm cho mình ra một cái dạng hợp với cần này. Các bạn mạng gì? Mình là mạng quả, chị mình là mạng mạng thủy. Con bỏ luôn á. Tiên vàng sẽ chỉ đó đi, đi đóng tiền ủa đóng tiền kể nhưng có để ý không có thấy gì hết nè kể đừng ăn đi à. Nhưng mà mình có sẵn rồi, mình khỏi mình đi mua. Mua sẵn đồ ăn cho bé nha mọi người. Đồ, đồ á một miếng hả? Ra hả? Ui, kim cương. Ừ. Mọi người hãy làm những cái như vậy nha mọi người. Mới nhận 20 kim cương xong á. Cái gì hay chị ơi, đó mà chim cưng cái gì hay quá. Bây giờ đầu tiên phải câu cá. Ủa nhưng mà là bắt con chồng mà đi câu cá gì? Anh cũng chỉ mà rồi đi câu cá chỉ mà người cũng được mà đúng không mọi người? Được cũng được. Mình chỉ mấy bạn có bắt con chồng mà mới vô lắm, mấy cái bạn mà bán pizza lắm các bạn. Để mình chỉ mọi người bắt kiến. Bắt kiến thì cũng dễ hơn người, cái gì chậm lắm. Mình phải chậm giống nó. Rồi bắt cái một thôi. Đó, giống vậy. Kiến là một hồi. Thích đi á. Mà thôi, khỏi nói. Khỏi nói, mình đi vô chọn xem luôn. Theo người có một cái mới nè. Đó, còn một con dương miệng thôi là được. Quyên nha mọi người, phun luôn á. Còn một con ong nhưng còn cái thôi à, cần phun luôn rồi. Vậy mình thì cần con bọ trong miệng này. Vậy mình cũng phun giống mình rồi. Chúa, phun giống con nè. Vậy mình cũng gần phun giống mình rồi. Còn mình thì chưa có. Mình cũng gần phun rồi. Còn con ong nhưng miệng mà tụi mình trái ngược nhau hoàn toàn nha. Ủa chị ăn chơi hả? Cất miệng. Ủa em không để ý chị em có rồi trời đi đâu trời chị đi bắt côn trùng mà còn cái giờ còn bị hư hết tiền luôn, hư xong hết tiền luôn. Ngủ sao cái hết tiền mấy đi không biết gì sao hồi quay bắt được nè.
Bắt thử gì? Bắt được con kiến nè. Chị bắt được con kiến vuông miệng nè. Kiến vuông miệng hả? Ủa chứ em cũng bắt được mà. Kiến là loài dễ bắt nhất của em luôn. Hải mới thấy con bọ này đây nè, nhưng mà nó bay tiêu rồi. Ông là khó bắt nhất luôn á. Ừ, ông khó bắt lắm mọi người. Con bọ thì dễ bắt nhưng mà khó thấy, đúng không mọi người? Lý Trường Thành. Dạ em. Quản lý Trường Thành. Đây con bướm kìa mọi người, bướm vàng kìa. Chị đi khu. Kiểu như là mọi người thích cho mọi người á. Chị đi khu mọi người thích cho bạn bè của mọi người á, đúng không? Chị đi khu trung tâm cho. Khu trung tâm hả? Đi theo dõi. Chị mình đang ngồi kế bên mình. Ủa chị. Chị hiếu tí cũng. Hình như em có xe mà đúng không? Chị mà là xe dâu á. Gì? Hình như em có xe quả dâu mà đúng không? Không. Ủa? Chị nó có không? Gì xà? Em có nhưng mà em... Chị ơi chị, chị gọi em đến đi. Tại sao? Chị gọi em đến. Chị đang đợi em ở trong một cửa hiện đi ra nè. Trời ơi, gọi em đến đi. Đến rồi. Em không thấy tìm bực thấy tìm tên của chị mình nên mình mới kêu gì mình như vậy đó. Trời ơi, có âm dương nhẹn câu te hờ phê. Ông nội. Chú âm. Hồi em tức cái hỏi mặt dữ ra chứ xong cái em uống chị cho. Thôi có chuyện của chị. Thằng mới vừa mua máy mới rồi mà. Chị đi trang điểm đây. Vậy chị làm gì có má hồng em. Đúng không? Ừ đúng rồi. Chỗ cái má này nhạt quá. Nhạt áo hồng. Màu tóc này không hợp gì hết trơn. Nhưng mà nó thật nhìn máy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thưởng thách nhau lấy một con. Nếu lộn. Nếu mọi người sẽ trộn một con nào đó mà không chung một con á thì mọi người sẽ thắng. Còn nếu mọi người mà chung con thì mọi người sẽ thua. Ok. Cái đó chị ngồi lên bàn chơi luôn nè. Ok. Bắt đầu con vật đúng không? Ừ. Đầu tiên là côn trùng. Em bé con bọ. Ê. Em nói ra rồi. Một. Ba đó chưa em chưa lấy. Mà này ba chưa em mất chưa cơ mà em nó khùng máu quá tự nhiên lấy con nghĩ em nó khùng máu hơn. Trời ơi con gùm đóng luôn á mọi người. Lấy ra lại. Ok. Một. Hai. Bạc. Ê. Không trùng. Một. Ơ cái gì? Một một rồi đúng không? Tại vì không bằng nhau mà một. Rồi mất một cái quà để chị vô quà tặng em cũng phải tặng chị đây. Mỗi lần gì phải tặng quà. Trời ơi là trời. Mất quà rồi. Mất kim cương. Mất tiền. Mất bà. Tặng cho trong bà chứ vậy. Ý. Tụi mình chơi này luôn đi. Bây giờ mình có nâng tặng. Chị không cái dao dạng. Thôi có đủ không tặng. Chừng nào có 30 kim cương. Bây giờ em phải đi kiếm tiền để đền bù cho chị cái món quà. Ok, tặng quà nào cũng được mà đâu còn phải không? Tặng hộp quà, em muốn tặng hộp quà. Hộp quà không? Tại em muốn trừ kim cương. Em mà mất kim cương buồn lắm. Ủa bạn chị hả? Đâu? Bây giờ chị trả cho em 750 nha. Ủa hả, đi theo em hoài chờ. Hả, bạn ấy biết em có xe ngựa hả? Đâu bạn nào? Các bạn dễ thương nè.
Đi theo em đi ra làm vụ. Biết rồi. Tặng quà đúng không? Ê, nhưng mà em chưa tặng nha cháu. Chị sẽ đi dây này, dây, 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 dây. Em sẽ đi dây. Ui, sổng ơi. Kho báo được ẩn. Nói sáng sớm là mẹ ngồi trên gương rồi nha. Trời ơi, kho báo được ẩn giấu hay là hả? Dạ tìm. Người ta tìm thấy đây. Nói gì, chưa gì đã thấy ba cái nguồn kho báo rồi nha. Em mừng quá. Ba gương rồi đó. Chuột ơi trời. Ê hai gương rồi. Ui lấy xe. Lấy xe rồi. Ủa nhờ cái xe xe của mình á. Bán rồi mình. Mình bán đi xe xe rồi. Còn cái xe máy nha. Cái xe xe của em á hả? Ừ cái xe xe. Là một cái ván chuột bình thường á hả? Không, cái xe xe mà, nói chuyện mà thưởng vậy. Xe xe vợ. Chị không biết. Kéo gọi xe xe á mà. Đang quan sát tận tâm tận tụy. Tí mà em sẽ đi câu cá với là em làm tiêu đề chỉ. Với là tiêu đề bắt côn trùng với là chung chỉ mà người chơi game. Mấy bạn mới chưa? Vô chơi mấy bạn mới vô chơi không khỏi lo tại vì mình đã có cái clip này rồi không thấy hả? Ở trong này có nè. Tí đợi gì xíu luôn bây ơi thầy ra lộn rồi à, chỗ này chị tìm rồi. Ôi trời ba cái gương rồi. Chị cũng ba rồi. Ơ à, vậy nhanh như nhỏ. Ok. Đi đâu vô đây hả? Em tí rồi em đi gặp sư phụ cái phá của em á mà. Mày biết sư phụ về pháp của mình không? Ừ thì chú Ban cũng có nói á. Chú Ban cũng nói rồi á. Tiếng rồi biết chứ gì. Mấy bạn mà chưa coi chú Ban thì... Ừ, dễ sang á. Chứ vì lần sau, chứ về thứ hai thì mình sẽ chỉ cho mọi người sư phụ về pháp như bây giờ. Quay mấy tiêu đề một và mọi người. Ê nè, bốn nè. Nó thấy chiếc gương. Bây giờ còn một. Ừ, thấy bốn nè. Ui, nó nấp ở đây. Dạ, năng vừa. Ê, quay ơi, em tìm thấy ở đâu nhỏ? Một ở chỗ này, hai ở chỗ kia. Chỗ này nó là gì có? Chỗ kia là chỗ này không? Á, à, thấy một cái rồi. Chỉ còn một cái nữa. Đâu rồi? Ui bây. Ui, sắp hết thời gian rồi cái kìa. Chạy đâu bây. Giờ không lấy xe gặp kịp nữa mà ui. Chỉ còn một cái sắp thời gian rồi. Còn mấy xe nữa thôi hết nè. Chạy hơn quá ha. Chạy tiệt. Mọi người mình sẽ bấm dừng nha, đợi một chút nha. Đó. Người ta không có một có viết dạo nha mọi người. Người ta phải con cáo. Thì mình cũng nói nhắc rồi mà. Đợi một chút mà để con cáo á. Thì sẽ biết không biết chạy đi đâu. Hí, kịp nha, dạ. Ui, ok, em bút cái gì thế? À,
gì không? Ủa nhưng mà cái gì mới được? Thôi cả đi. Bây giờ đi qua bệnh viện. À, có muốn mình thuê căn hộ gì không? Mình đã thuê mấy căn rồi nhưng mà lúc đó mình không có quay. Nói chung 100 căn. Nói chung mà 100 căn rồi á. Bây giờ mình sẽ tổ chức tiệc ở tại nhà mình nha. Bấm vô tổ chức liền. Ui, cái nhà sẽ như vậy chắc có nhiều vô lắm á. Nhà mình sẽ nhớ mọi người ơi. Rồi, cái nhà mình xây đây hoài. Rồi. Cái tựa là đang xây nhưng mà cái gì là em đang xây thì mình chưa xây. Đó mình mạng quả hộp màu đỏ mọi người. Đó vì nghe cho này. Đó. Ý. Đó, đẹp chưa? Giờ mình sẽ thay đổi đồ. Ở nhà thì mình hay bận đổi đồ này. Không biết có ai vô không? Để mình ngủ chị mình tới. À, chẳng khai. Rồi hết rồi. Gọi mấy bạn bè online em người. Mấy bạn bè không online em gọi chi. Mình có gọi được đâu mà gọi đúng không? Ê, Jenica tới nè. Ý, lộn lộn. Ủa đó. Ê, ê, hay là bạn chị theo dõi chị kìa. Tôi khác mọi người ở trên này có chủ nhà. Chị đi ra ngoài với em ơi. Chơi rồi. Ở trên này có một cái ghế chị nhảy vô á. Nhảy vô á. Rồi chị chỉ xuống thôi. Đi nè. Chị có xe thác hả? Ừ. Cái gì vậy? Ở dưới đây có nè. Cái gì? Có cái thác ở đây.
em sẽ không được khá đâu. Mọi người sẽ đều tự đều mới khám phá hay đúng không? Mình dạy chứ sao cái hình ấy dù quên sao luôn á. Ừ, đi lên đi, em sẽ ở chủ nhà đứng ở dưới đây căng. Tại sao? Em bớt thì em sẽ nhảy cho mấy bạn nó lên chút. Chỗ mấy bạn nó đứng. Chỗ hai chị đứng chỗ nào? Hai con ếch đúng không? Ở chỗ hai nào đúng không? Theo dõi chị ơi. Gì? Tại Hải à, em mới nói xong mà. Em sẽ thấy người nào bớt, em sẽ nhảy lên chỗ vị trí của người đó. Vị trí, chị có phải chỗ, này không? Rồi nhảy đi, rồi em sẽ nhảy xuống dưới nè. Chứ gì vậy? Em sẽ tiếp tục căng. Cái gì mà dài dữ vậy trời. Rớt hả em? Em ăn leo á. Giờ chị chán rồi chị ốc cho em nha. Ốc kem. Đấy. Bây giờ không biết mình đủ cái gì để bóc thăm nữa. Ý là bóc thăm mọi người. Ồ, bộ này dễ thương nè. Ui, cái bộ này xương rồng nè, dễ thương quá nè. Nhưng điều quan trọng thích nhất cái xương học vịt. Nhưng mà bây giờ không đủ nè. Không đủ nè. Mình không có đủ nè mà. Thôi giờ khỏi ấp hàng. Bây giờ chơi xong cái trò chơi này thì sẽ ấp phía nhé. Nhưng mà bây giờ phải thoát ra bệnh là ra. Ui, một nha. Một người là chị mình đó, một người chuyện sao á. Phải 200 cơm xương trăm mấy hay xíu không mọi người. Giờ ai cũng có nhà mình thì cũng được. Chứ xong hai trận này mình sẽ bye bye mọi người nhé. Ui, không biết, không thua nha. Không thua nhiều người. Thua thì thoát ra luôn. Thắng thì chơi tiếp thôi mọi người ơi. Ở chứ nói vậy thôi chứ không chơi thằng người ơi. Ui, tòa nhà xây gì á? Quấn tiền. Đi thôi mọi người ơi. Mà ai mà muốn gọi thì gọi nha mọi người. Còn mình thì đi luôn ngay. Tiếng nó rẻ hơn mọi người ơi. Đăng cái bạn này lại nha mọi người. Không có để vậy. Cái bạn sẽ chặn lại và bị té mọi người.
đó mọi người, dễ dàng. Ai không biết nhảy thì đi đường kia nè mọi người, còn biết nhảy thì giống mình thôi. Chú ba biết nhảy mọi người. Bây giờ à cái tiếng cửa mọi người đó thì tiếp tục à nhảy lên đi nha mọi người, đợi một chút tiếp tục nhảy. Ui là ba nha mọi người, ba đợi thời gian hàng mình sẽ tắm chừng thì cũng hàng mấy chỉ á. Ui, không biết chọn gì. Ui, làm thắng cái chắc. Ủa gì vậy trời?